Đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu để có thể cùng chị Hiên bứt phá trong giai đoạn cuối này trước khi đến với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay các bạn nhé. Đây là khóa học sẽ giúp cho chúng mình tìm hiểu sâu về phương pháp làm các phần đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Thêm vào đó, chúng mình còn có những bài tập thực chiến để các bạn sau khi học phần phương pháp có thể thực hành ngay. Và quan trọng nhất là chúng mình sẽ cùng với nhau đi luyện bộ đề có cấu trúc gần sát nhất với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây sẽ là một sự chuẩn bị cực kỳ kỹ càng để chúng mình có được tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này đấy. Hãy nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể tìm hiểu về thông tin khóa học và hẹn gặp lại các em ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu cùng với nhau đạt những số điểm thật cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, giống như cái phần tiêu đề mà chị đã để ở trên này cùng với chúng mình, ngày hôm nay chị sẽ dành một chút thời gian để có thể chia sẻ cùng với các bạn về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân nhá. Có lẽ đây chính là một trong số những cái tác phẩm mà các bạn đang cực kỳ là quan tâm đúng không ạ? Các bạn thân mến, chị sẽ bắt đầu cái việc chia sẻ phần kiến thức ngày hôm nay cùng với chúng mình bằng việc đọc lại một cái đoạn rất là ấn tượng ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, được không ạ? Các bạn có còn nhớ là ở trong cái phần văn bản chúng mình được học ấy, trong sách giáo khoa, ở cái phần đầu tiên á, có một cái phần lược phần đầu đi, sau đó là một cái đoạn nói về gì ạ? Nói về cái bối cảnh của truyện ngắn Vợ Nhặt. Và trong bối cảnh đó, chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là thời gian và không gian được tái hiện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng với nhau đọc lại cái phần đó trước nhá. Cụ thể như thế này. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào? Từ những gia đình, từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế sắt xíu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngà xạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng, không gặp 3-4 cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí phần lên mùi ẩm thối của xác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, được không ạ? Đây là phần đầu tiên này. Có thêm một cái đoạn nữa như thế này. Đó chính là có một cái đoạn nói về khung cảnh xóm ngụ cư như sau. Các bạn chú ý giúp cho chị nhé, để chị tìm cái đoạn này một chút xíu, được không ạ? Đây ạ. Rồi đây. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp súp, tối om. Không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói giật giờ, đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Các bạn ơi, đó là một cái không gian mà nhà văn Kim Lân đã đưa vào trong phần văn bản của mình, trong phần truyện, trong thiên truyện ngắn của mình, để cho chúng ta thấy được một cái không gian và thời gian cực kỳ đặc biệt. Giống như lời tâm sự của Kim Lân đã từng tỏ bày với bạn đọc rằng truyện ngắn Vợ Nhặt không phải là một câu chuyện có thật. Thế nhưng mà khi mà đặt để cái câu chuyện đó vào trong cái bối cảnh đó thì nó lại hiện ra với vẻ chân thật. Các bạn có nhớ cái lời chia sẻ đó của Kim Lân không ạ? Được không nào? Chúng ta có thể thấy rằng là nhà văn Kim Lân đã từng tâm sự rằng là cái đói là nỗi lo lắng của con người ở cả mọi dân tộc và mọi thời đại. Cho nên, đó là một đề tài cũng thuộc về bản chất của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói ở khía cạnh tối tăm và bất lực của con người trước nó.
con người phạm tội và làm đủ mọi chuyện dại dột khác chỉ vì đói. Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. Cái mơ hồ ấy là do cuộc sống thực tại luôn hành hạ họ. Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Chúng ta có thể thấy rằng đề tài mà truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân lựa chọn đó chính là về cái đói. Đây là một đề tài không mới. Thế nhưng có thể thừa nhận một điều rằng là cái góc độ nhìn nhận của Kim Lân về đề tài này lại là cực kỳ mới. Đúng không ạ? Trên cái đói ấy, Kim Lân nhìn thấy tình người. Trên nền của cái đói ấy, Kim Lân cho chúng ta biết rằng con người ta dẫu có bị dồn vào đường cùng, bị cái đói đẩy đến bước đường cùng thì trong chính bản thân của họ vẫn có một cái nội lực sống vô cùng mãnh liệt. Họ vẫn luôn hướng về những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Và chúng ta có thể thấy, chị nhắc lại một lần nữa ạ, đề tài lựa chọn không phải là mới. Thế nhưng chúng ta lại thấy rằng cái cách khai triển vấn đề và góc độ nhìn nhận của Kim Lân là rất mới mẻ. Và từ cái đói này, chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của những con người bé nhỏ đấy, tình toàn đấy, đang phải mang trong mình những cái trách nhiệm gánh nặng đấy. Thế nhưng bản thân của họ vẫn luôn khao khát và hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai của mình. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Hãy chú ý giúp cho chị cái cách lựa chọn đề tài. Được không ạ? Góc độ nhìn nhận đề tài. Ngày hôm nay như chị đã chia sẻ cùng với các bạn, đó chính là chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi một chút về cái không gian và thời gian ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Và trước tiên, chúng ta sẽ để ý đến cái không gian trước nhé các bạn nhé. Các em ơi, với cái đoạn mà chị vừa đọc lại cho các bạn ấy, chúng ta có thể thấy rằng cái không gian bối cảnh của truyện ngắn Vợ Nhặt là vào nạn đói năm 1945, đúng không nào? Với những cái chi tiết như là những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp các lều chợ, người chết như ngà dạ, hay là ngã tư xóm trở về chiều càng xác xơ heo hút, từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt, hai bên dãy phố úp súp tối om, không nhà nào có ánh đèn lửa, dưới những gốc đa gốc cạo xù xì, bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma, tiếng quạ trên cây gào lên từng hồi thê thiết. À, các bạn có thể thấy, đó đều là những cái hình ảnh để chúng ta có thể mường tượng ra về cái không gian mà bản thân nhà văn Kim Lân đã ghi dấu ấn với bạn đọc ở trong tác phẩm của mình. Được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng không gian của truyện ngắn này là không gian của gì ạ? Đó là không gian của cái đói. Bức tranh xã hội rộng lớn lúc bấy giờ đang được thu nhỏ lại, đang được cô đặc lại với hình ảnh của một xóm ngụ cư. Được không ạ? Với hình ảnh của một xóm ngụ cư. Nếu như tôi đưa ra một cái mệnh đề rằng Vợ Nhặt là một đám cưới giữa một đám ma khổng lồ, thì có lẽ điều đó không có gì là sai cả. Đúng không ạ? Điều đó không có gì là sai cả. Bởi vì thực tế là chúng ta nhìn nhận được vấn đề là như thế. Đúng không ạ? Tiến sĩ Chu Văn Sơn đã từng đưa ra một cái nhận định như vậy, rằng là Vợ Nhặt là một cuộc hôn nhân kỳ lạ, và Vợ Nhặt là một đám cưới trong một cái đám ma khổng lồ. Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái không gian ở trong Vợ Nhặt bây giờ đang được cô đặc lại, đang được thu nhỏ lại với hình ảnh của một xóm ngụ cư và một cái hiện thực bi thảm dường như đang được phác họa một cách cực kỳ chân thực trên những trang viết của nhà văn Kim Lân, và nó cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí của bạn đọc.
Đó là gì ạ? Đó là một không gian hoang vắng, lạnh lẽo, u tối, với một xóm nghèo sơ sát tiêu điều. Hình ảnh chúng ta có cụ thể đó chính là gì ạ? Đó chính là xóm chợ sơ sát, heo hút. Được không ạ? Chúng ta có này, không gian được miêu tả bằng những cái chi tiết ở trên truyện ngắn mà các bạn có thể thấy. Đó chính là gì nhỉ? À, xóm chợ, ngã tư xóm chợ. Thì như thế nào nhỉ? À, ngã tư xóm chợ thì sơ xác và heo hút. Sơ xác, heo hút. Được không nào? Rồi thì hình ảnh của cánh đồng. À, với từng cơn gió lạnh ngăn ngắt thổi vào. Hay là hình ảnh của những dãy phố úp súp. Được không ạ? Tối om, không có ánh đèn, ánh lửa. Rồi thì hình ảnh của gì ạ? Rồi thì hình ảnh của những gốc đa, gốc cây gạo. Đúng không ạ? Xù xì. Và đặc biệt là hình ảnh của con người, những cái bóng người đói đang đi lại giật giờ như những bóng ma. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn thấy đó là hình ảnh, là âm thanh của tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết. Các bạn có thể thấy rằng là không gian thì là như thế. Thời gian được phác họa ở trong truyện ngắn này, đó là gì nhở? Đó là chiều nhá nhem. Đó là ban đêm, không gian đêm vắng. Phải không ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Đó là chiều nhá nhem. Đó là không gian đêm vắng. Và chúng ta có thể thấy một điều rằng là từ những cái hình ảnh được phác họa về cái không gian ở trong truyện ngắn Vợ Nhặt này, các bạn có thể thấy cả một cái không gian dường như đang chìm trong những cái âm thanh ghê sợ. Đó là tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết, với tiếng hờ khóc của những người gì ạ? À, với tiếng khóc hờ của những gia đình có những người chết vì nạn đói. Đó là những âm thanh rất là thê lương, rất là não ruột. Và dường như tất cả những cái thứ mà chúng ta đang nhìn thấy từ cái không gian được vẽ ra trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân ở thời điểm này, đó là một cái âm khí rất là nặng nề. Đúng không ạ? Một không gian giống như là đe dọa, chứa đầy cái sự tiêu cực. Và đó là không gian của cái đói bùa vây con người. Cái đói bây giờ giống như là một cái lưỡi hái tử thần, đi đến đâu là cuốn người chết theo đến đấy. Đúng không ạ? Người tận cái đói nó dồn đẩy con người vào bước đường cùng. Và có thể thấy rằng là bản thân Kim Lân nhá, chỉ với những cái đoạn rất là ngắn ở mở đầu cái chuyện ngắn của mình thôi, đã cho chúng ta có thể thấy được rằng bản thân nhà văn này đã xây dựng cực kỳ thành công và sinh động. Đúng không ạ? Khi dựng lên một cái bầu tử khí, một cái bóng đen đang rình rập cuộc sống của người nông dân vốn đã nghèo khổ, bây giờ lại càng trở nên bế tắc và cùng quẫn. Được không ạ? Và các bạn có thể thấy là với cái việc xây dựng một cái không gian và thời gian như vậy, thì chúng ta thấy rằng nó là một cái hình ảnh để tô đậm cái giá trị hiện thực của tác phẩm này. Tố cáo thực dân Pháp, tố cáo phát xít Nhật, một cái cách kết án tội ác man rợ của phát xít Nhật, của thực dân Pháp, đã đẩy con người Việt Nam từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng với việc xây dựng một cái không gian và thời gian, một cái bối cảnh cho câu chuyện như vậy, chúng ta cũng nhìn thấy được cái sự đối lập rất rõ ràng ở trong truyện ngắn này. Có thể thấy rằng nếu như các bạn theo dõi toàn bộ truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, và trong quá trình các bạn đi phân tích, các bạn sẽ thấy chúng ta có được cái sự tương phản và đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái đói và gì ạ? Giữa cái đói, cái chết và sự sống, giữa hoàn cảnh bi thảm và hơi ấm của tình người. Và tất cả những cái đối nghịch ấy cho chúng ta thấy được một cái sự dịch chuyển của không gian cực kỳ kỳ diệu ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Chúng ta có thể thấy ban đầu là toàn cảnh của cái đói, sau đó là không gian của
gì ạ? À, không gian của chợ, nơi mà chàng đã gặp thị. Để chỉ với bốn bát bánh đúc, vài câu nói tầm phơ tầm phào mà đã nên vợ nên chồng. Đó là không gian của sự thử thách, để hai người đã có những cái sự lựa chọn đến với nhau, neo bám vào nhau để hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Sau đó là không gian của xóm ngụ cư, với một cái không gian sẻ chia, với những cái niềm vui nhưng đan xen với đó là những cái lo lắng. Và sau đó là không gian của gia đình, khi mà cả hai người này về gặp bà cụ Tứ. Và từ cái không gian gia đình bé nhỏ ấy đã thắp lên trong chính họ cái niềm tin yêu mạnh mẽ vào cuộc đời của chính mình, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng đó là cái sự dịch chuyển của không gian, đó là cái sự chuyển biến từ bóng tối sang ánh sáng, đó là cái sự chuyển biến từ cái chết sang niềm tin và hy vọng. Và chúng ta nhìn thấy một chuỗi những cái sự lựa chọn của những nhân vật ở trong tác phẩm truyện ngắn này đã làm nên một cái thiên truyện cực kỳ thành công của nhà văn Kim Lân. Để từ một cái đề tài không mới nhưng qua một góc nhìn mới thì Kim Lân đã gửi gắm đến bạn đọc rất nhiều những cái thông điệp có giá trị. Và chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Một cái hình ảnh đám cưới có tất cả, đúng không ạ? Một hình ảnh của một đám cưới tưởng rằng không có gì nhưng mà lại có tất cả. À, hình ảnh của một cái đám cưới như thế nào ạ? Tưởng là rất là tuềnh toàng nhưng lại đầy đủ tất cả. Và cái sự đầy đủ tất cả ấy, đó chính là gì ạ? Đó chính là tình người. Dẫu cho có thiếu đi những lễ nghi tối thiểu nhất của một đám cưới, thế nhưng nó lại có được một cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất, đó chính là cái tình yêu thương gắn bó thực lòng, đúng không ạ? Không giống như là gì trong cái chương Hạnh Phúc Một Tang Gia ở trong tiểu thuyết Số Đỏ của tác giả Vũ Trọng Phụng. Ngay trong cái đám tang của cụ cố tổ cực kỳ long trọng, to tát và thừa thãi ấy, mọi cái hình thức đồ lễ, nghi lễ vân vân, thế nhưng cái quan trọng nhất thì lại không có. Đó chính là lòng thương xót dành cho người quá cố. Thì chúng ta có thể thấy rằng một đám ma tưởng là có tất cả nhưng lại không có gì. Một đám cưới tưởng không có gì nhưng lại đầy đủ tất cả. Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn được không nào? Các em ơi, các bạn có đang ở đấy không? Các bạn có đang lắng nghe chị không? Các bạn có đang lắng nghe chị không ạ? Hiện tại thì các bạn đang ôn văn thế nào rồi? Mọi thứ đã ổn chưa? Bởi vì là chúng mình sẽ còn khoảng hơn 3 tháng nữa nhỉ? Tầm hơn 3 tháng nữa thì sẽ bắt đầu cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Về cơ bản thì cái kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vẫn đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc chúng ta trong cái việc mà chúng mình sẽ xét vào trường nào, đúng không? Thế nên là cái việc mà các em lựa chọn môn văn cho cái kỳ thi ấy, thì bản thân chị nghĩ rằng là các bạn cũng phải đầu tư hơn khá là nhiều, đúng không ạ? Ok, có chị đồng ý nhá. Rồi, chưa ạ? Thế à? Không ôn xíu nào luôn á, sao lại thế? Vẫn chưa in, chưa ôn á? Trời ơi, bây giờ mà còn chưa ôn á, dửng dưng thế. Các bạn dửng dưng thế, hay quá chị ơi à. Cảm ơn em đã động viên chị nhá. Cảm ơn em đã động viên chị. Cảm ơn các bạn đã động viên chị nhá. À có ạ, à, ok. Vẫn chưa đâu à, thế thì định bao giờ mới ôn mà vẫn chưa đâu. Các bạn có hiểu những gì mà chị vừa chia sẻ về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân không ạ? Có thể thấy rằng bản thân nhà văn Kim Lân đã xây dựng một cái tình huống chuyện cực kỳ là độc đáo. Được không ạ? Bản thân Kim Lân đã xây dựng một cái tình huống chuyện cực kỳ là độc đáo. Rất là kỳ lạ luôn ấy. Và để lý giải cho cái sự kỳ lạ này thì tiến sĩ Chu Văn Sơn đã có một cái bài viết Vợ Nhặt nhìn từ tình huống chuyện, có một cái phân đoạn rất hay như thế này lý giải về cái sự kỳ lạ trong tình huống chuyện. À không ôn nhiều, ôn nhiều mà không vào á. Trời ơi, thế này thì các bạn ơi phải chú ý nhá. Hiện tại thì chị đang tuyển sinh cho khóa học về nghị luận xã hội đấy. Thế nên là nếu như bạn nào mà đang yếu về nghị luận xã hội thì có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên. Đây là cái khóa học mà có mức học phí rất là rẻ thôi. Đấy, một cái mức học phí rất ưu đãi cho các bạn thôi. Nên các em muốn làm chủ nghị luận xã hội thì có thể tìm hiểu về khóa đấy để sắp tới chị em mình hiểu, cạnh chị em mình gặp nhau, trao đổi cùng nhau nha. Được không nào? Bây giờ chị sẽ chia sẻ một chút giống như cái cách mà chị vừa nói ạ. Trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân có xây dựng được một cái tình huống chuyện rất là độc đáo.
Thật ra thì sẽ có rất là nhiều bạn bảo là chị ơi, chị phân tích lại cho em tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đi. Bản thân chị thì cho rằng là những cái liên quan tới phân tích tác phẩm có lẽ là ở trên lớp các bạn đã được thầy cô trao đổi rồi. Thế nên là bản thân chị khi mà đối với những cái phần phát trực tiếp nói về các tác phẩm ấy, thì cái mà chị muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn đó là những cái thứ mà có thể là các bạn đã nghe rồi nhưng mà các bạn quên rồi. Đó, hay là các bạn cũng chưa được nghe bao giờ thì chị cũng muốn là có thể chia sẻ với các bạn cái điều này. Ok chưa ạ? Rồi, các em ơi, đây, như thế này. Chú ý giúp chị này. Tiến sĩ Chu Văn Sơn có viết rằng nói hôn nhân trong Vợ Nhặt kỳ lạ ít nhất bởi ba lẽ. Một là sự đảo lộn về giá trị. Chàng là một gã trai nghèo khổ thô kệch lại là dân ngụ cư. Lâu nay ế vợ bỗng dưng nhặt được vợ, mà lại là vợ theo không. Khác nào từ vô giá trị bỗng thành vô giá. À các bạn ơi, các bạn có thấy kỳ lạ không ạ? Rõ ràng anh chàng anh ấy là một người thô kệch mà. Anh ấy còn chả có tài sản gì, chả có nghề ngỗng gì ổn định cả. Cũng không có nhan sắc cơ. Lại còn sống cùng mẹ già, lại là dân ngụ cư. Nói chung là tất cả những cái gì hội tụ của anh ấy á, thì đương nhiên sẽ phải đóng đinh một cái số phận, đó chính là ế vợ mà, đúng không ạ? Thế mà không hiểu kiểu gì mà chàng lại gì ạ, nhặt được vợ mà lại còn là vợ theo không. Chẳng khác nào là gì nhở? Chẳng khác nào là vô giá trị bây giờ thành vô giá. À đấy là cái kỳ lạ thứ nhất nhá. Cái kỳ lạ thứ hai. Hai là sự ngược đời. Chàng lấy vợ vào lúc không ai lại đi lấy vợ. Các bạn có công nhận không ạ? Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy rằng là gì nhở? Những cái năm tháng đó là những cái năm tháng đói cùng đói khổ. Đó là những cái năm mà người chết đói như ngà dạ, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói cơ mà. Ai người ta lại đi lấy vợ vào cái giai đoạn đấy bao giờ? Thế mà chàng lại đi lấy vợ vào cái thời điểm mà không ai người ta đi lấy vợ. Đúng không ạ? Đấy là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, chúng ta có thể thấy rằng có một cái nghịch lý ở đây. Đó là một đám cưới thiếu tất cả mà lại như đủ cả. Thì cái phần này chị vừa mới phân tích với các bạn ở phía trên rồi. Đó chính là mặc dù nó thiếu đi những cái lễ nghi tối thiểu nhất của một đám cưới, thế nhưng bên trong nó lại chứa đựng cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất. Đó chính là cái sự yêu thương gắn bó thực lòng. Mà khi có được điều này rồi thì những cái lễ nghi kia không còn gì là đáng kể nữa, thậm chí là vô nghĩa. Và các em ơi, ba cái sự kỳ lạ này trong một cái cuộc hôn nhân kỳ lạ này đã khiến cho bạn đọc cảm thấy rất là ấn tượng và xúc động. Đúng không ạ? Đã khiến cho bạn đọc cảm thấy rất là ấn tượng và xúc động. Các bạn hãy chú ý nhá, đấy là những cái điểm đặc sắc ở trong diện mạo của tình huống. Nên là hãy chú ý giúp cho chị cái này. Ba điều cực kỳ kỳ lạ xảy ra ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không nào? Các bạn ơi, vậy là với một cái khoảng thời gian nho nhỏ vừa rồi thì chị Hiên cũng đã kịp thời chia sẻ với các bạn về những cái yếu tố liên quan tới bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Hay nói cách khác chính là không gian và thời gian của cái tác phẩm truyện ngắn này. Được không ạ? Hãy chú ý giúp chị nhá. Hãy chú ý giúp chị. Thêm một cái nữa các bạn cũng có thể nhìn nhận ở đây, đó chính là chị phân tích cho các bạn một cái khía cạnh về tình huống chuyện với ba cái điều cực kỳ kỳ lạ ở trong cái tác phẩm truyện ngắn này, về cốt truyện này. Các em ơi, các bạn có hiểu những cái gì mà chị chia sẻ không ạ? Các bạn có hiểu những cái gì mà chị chia sẻ không ạ? Các bạn đấy vẫn thường nói với chị rằng là rất thích học kiến thức nền cùng với chị Hiên. Bởi vì là học kiến thức nền cùng với chị Hiên là kiểu như cùng vui, cùng buồn, cùng hạnh phúc, cùng đau khổ, cùng dằn vặt, cùng sung sướng. Nói chung là khi mà chị đã đi cùng với các bạn qua cái hành trình về kiến thức nền các tác phẩm rồi ấy, thì đa số các bạn sẽ cảm nhận được vượt lên trên cả những cái nội dung đó. Còn là những cái câu chuyện mà có thể các bạn chưa từng tìm hiểu đến, hoặc là những cái cảm xúc còn đọng lại trong chúng ta. Đấy thì chị rất là hy vọng các bạn có thể chủ động tìm hiểu về những cái khóa học hiện tại của Học Văn Chị Hiên, để chị em mình có cơ hội đồng hành cùng với nhau. Và chị sẽ giúp cho các bạn đi qua muôn nẻo của cảm xúc ở trong văn học nhé.